Chào mọi người, những ngày qua mình đọc ở trên bình luận ở trên kênh YouTube thì mình thấy các bạn hỏi mình về Honda Way Alpha 2024 rất nhiều luôn. Hôm nay thì mình có mang ra hai chiếc màu đỏ với màu trắng quay cho mọi người xem. Ngoài ra thì mình còn chiếc màu xanh dương với màu đen nữa nha mọi người, nhưng mà để vô nhiều quá thì nó chặt khung hình thôi, cho mọi người xem trước mấy mẫu này đi. Các bạn muốn xem chi tiết thì để lại bình luận phía dưới. Các bạn nhân viên bên mình ép Zalo rồi gửi hình cho mọi người xem. Đây thì đây là hai chiếc 2024 nha mọi người, và mình cũng có một chiếc 2023 ở đây để quay và so sánh cho mọi người xem. Nó sẽ là những thay đổi thôi, một số thay đổi nhỏ thôi các bạn. Giờ mình đi sâu vào chi tiết đi, coi những thay đổi của nó là gì nha các bạn. Đầu tiên chúng ta đến với phần đầu xe nha mọi người. Thì về mặt đầu đèn nè, với phần mặt nạ thì nó cũng không có khác gì ở phiên bản trước. Nhưng mà xích xuống phía dưới này một xíu thì đó là phần chân phụt nè. Phần chân phụt này thì được sơn màu đen bóng rồi nha. Với những mẫu xe của Honda thì chỉ có Way Alpha với SH Mod mới có màu đen bóng này thôi. Còn như những mẫu khác thì nó chỉ là màu đen mờ thôi các bạn. Như chiếc Way rửa đi sau lưng mình nè, chiếc đó là màu đen mờ, hoặc là Vario hoặc là SH cũng là màu đen mờ thôi. Thì chỉ có Way Alpha với SH Mod mới có màu đen bóng này. Hôm trước mình có đăng cái clip này ở trên kênh TikTok á, nhiều bạn chia sẻ với mình là cái phần này nó màu đen nhưng mà vô cái má đùm á thì nó là màu bạc, nhìn nó không có được liên kết với nhau lắm. Thì nếu như mọi người thích nó vẫn là nguyên một bộ màu bạc luôn á thì lấy mẫu bên này 2023, bên mình vẫn còn một số xe cho mọi người chọn nha. Rồi thì đó là khác biệt đầu tiên. Và qua đây tới cái phần tem năng lượng nè, cái nhãn năng lượng này nè, thì năm nay nó chỉ còn có 1,72 lít thôi, năm ngoái là 1,9. Cái này thì chắc là Honda tinh chỉnh gì đó, hoặc là đo lại thì thấy nó tiết kiệm hơn. Cái này nếu như bạn nào đã có trải nghiệm dòng Way Alpha này 2024 này rồi á thì để lại bình luận phía dưới nha, cho mình và mọi người cùng biết nha, xem nó thực sự tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn không. Rồi, và chúng ta đi đến phần mặt đồng hồ của xe đi. Mặt đồng hồ thì vẫn vậy nha, không có khác biệt nhiều. Qua tới phần bên hông của xe á thì một thay đổi rất lớn luôn mọi người. Rất lớn luôn là tại vì cái miếng nhựa này nó khá bự nè. Thì ở mẫu 2024 á thì cái phần nhựa này nè mọi người, cái miếng nhựa ốp bên đây nè, nó là nhựa đen luôn. Ô, nhựa đen sần luôn á mọi người. Là nó giống với những cái nhựa đen này luôn nè. So với trước đây á nó là cái màu bạc, là nhựa sẽ được sơn bóng, thì bây giờ nó là nhựa đen này. Thì mình nhìn thấy nó mạnh mẽ cứng cáp hơn, nhưng mà sau này nó sẽ theo mình thấy thì nó sẽ dễ bị phai màu hơn đó nha. Nếu mà mọi người thích thì có thể sơn lại. Còn không thì mình lấy mẫu 2023 mình vẫn chia sẻ với mọi người, mẫu 2023 bên mình vẫn còn để mọi người chốt. Rồi, tiếp theo thì với cái cần khởi động nè. Cái cần khởi động này năm nay thì nó là cái màu gam, cái màu kim loại màu bạc á. Chứ với năm ngoái nó là màu đen mờ. Màu đen mờ thì mình nhìn thấy nó cứng cỏi hơn, nó mạnh mẽ hơn. Thì so với nguyên tổng thể đang có chân phục màu đen nè, rồi lốc máy màu đen nè, rất nhiều chi tiết nhựa đen, bây giờ nó lòi ra cái cần khởi động màu bạc này. Thì tùy mọi người, nếu như mình thích thì cứ chốt thôi, còn không thì mình lấy 2023, còn cần màu đen. Phẳng giờ bên hông xe thì mình chia sẻ với mọi người về cái tem xe luôn. Tem xe năm nay cũng thay đổi hết luôn, thay đổi mới á. Mình thấy nó phối màu lại, nhìn khá hài hòa với tổng thể thân xe, nhìn cực kỳ mạnh mẽ luôn. Rồi, sẵn ở đây mở cốp lên cho mọi người xem nha. Phần cốp này á, nó giảm được 1kg. Tổng trọng lượng của chiếc xe á, nó giảm 1kg là nhờ một phần của cái cốp này nè các bạn. Cái cốp này á, thì không còn cái bộ chìa khóa 14 nè, rồi vít ba ke với cái đầu mở bugi á, thì cái đó không cần nữa. Mà mình thấy thiệt sự thì nó cũng không cần thiết đâu các bạn. Hiện tại bây giờ mọi người đi di chuyển xe ngoài đường, nếu như có trục trặc gì á thì cứ gọi bên mình, có các bạn cứu hộ nè, hoặc là các hệ thống khác của Honda đầy đủ ở trên cả nước luôn, đi đâu cũng có. Đặc biệt xe Honda Way Alpha nữa, tới đâu cũng có người sửa được đó, mình yên tâm. Và sẵn ở đây thì có cái phần bình xăng luôn nè mọi người. Phần bình xăng á thì không còn cái ống dẫn xăng ở đây nữa, giờ bình xăng dung tích vẫn vậy nhưng mà nhìn rất là gọn gàng, tổng thể ở đây rất là sạch sẽ nha. Cái này mình có vệ sinh á, lấy khăn mình lau nó cũng dễ hơn, lúc trước mình dướng dướng cái ống xăng khó chịu hơn ha. Rồi, sẵn nói về phần đó thì cái nhựa ốp cái đèn sau á các bạn, trước đây thì ba miếng nhựa ốp lại, có một miếng ở trên này nữa. Đây mình đang hiển thị trên màn hình cho mọi người xem á, thì hiện tại bây giờ chỉ còn có hai miếng ốp vô thôi. Nó gọn gàng hơn, ít nhựa thì nó đỡ gung ghè hơn ha các bạn. Và sẵn còn bên hông này thì chúng ta tiếp với cái phần lò xo phụt luôn này các bạn. Lò xo phụt thì nó sẽ được sơn màu đen. Lò xo phụt màu đen thì nhìn xe cứng chắc mạnh mẽ hơn, và nó cùng với cái ốp hợp xích màu đen nè, nhìn tổng thể dàn chân đen rất đẹp. Bây giờ bạn nào đi độ lại cái niềng màu đen cũng khá đẹp đó mọi người. Thì đó là những thay đổi trên Honda Way Alpha mẫu 2024. Về mẫu xe này thì tại hệ thống Hồng Đức của mình đang hỗ trợ mọi người trả góp với lãi 0%.
qua cứ trả trước cho mình tầm 30% giá trị xe là được hỗ trợ góp không lãi. Còn nếu như những khách hàng trả thẳng á, hoặc là chuyển thẳng á, thì mình nhận thẻ cào điện thoại trị giá 500.000. Đó là dòng xe Honda Way Alpha. Mình sẽ có màu đỏ nè, màu trắng nè, màu xanh dương và màu đen mờ nữa. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Cần được tư vấn gì thì cứ để lại bình luận phía dưới. Số điện thoại của mọi người mình sẽ ép vô la và tư vấn cho các bạn. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.